Con cái khỏe mạnh, thông minh và biết nghe lời chắc hẳn là ước mong của tất cả những người làm cha, làm mẹ. Ấy vậy mà, từ khi lên 3 tuổi, con trai anh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Con nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên, chân tay hoạt động liên tục, thường xuyên mất tập trung và còn bị khó ngủ, quấy khóc về đêm. Phải mất một thời gian dài sau đó thì tình trạng này mới bắt đầu được cải thiện tốt, có lẽ là từ ngày con anh dùng cốm Egaruta. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ rằng: Alo ạ. À, alo, em chào anh ạ. Em gọi đến từ số máy tư vấn có Egaruta đấy ạ. Vâng, vâng. Không biết là em bé nhà mình sau một thời gian sử dụng thì các cái biểu hiện của bé có được cải thiện không ạ? Rất tốt, rất tốt ạ. À, dạ vâng. Rất tốt luôn. Trước đây là rất là hiếu động, rồi bảo thì không có nghe, tức là giống như bị tăng động liên tục lắm ạ. Cứ phải cử động, vẫn phải hoạt động, quát, nhiều khi quát bảo không nghe. Rồi hơn nữa là bị cái là buổi tối thì ngủ rất là trễ. Rồi giờ bé mới có 3 tuổi ạ. Và buổi đêm thì hay bị giật mình thức giấc. Lúc khoảng 2-3 giờ rồi bây giờ mình thức giấc rồi khóc rồi kia thứ. Nhưng mà đến thời điểm này sau 1 tháng mình có đợt rồi mình có mua 2 hộp thì như hướng dẫn sử dụng đó là một hộp như vậy thì mình có thể sử dụng được khoảng 15 ngày. Thì 2 hộp bây giờ sử dụng 1 tháng thì là đến qua đến khoảng trình độ được phân phí từ hết lúc đầu tiên thôi á. Dạ. Bé đã thứ nhất là bắt đầu ăn uống này kia các thứ là điều độ này. Dạ. Rồi là bảo biết nghe này, rồi dạ. Ngủ là ngon giấc, sâu giấc, ngủ hết đến sáng luôn. Nói chung là giấc đó thì mình đang chuẩn bị mua thêm 2 hộp nữa ở chỗ dạ. Thuốc 2 đại dịch để cho bé uống cái đó. Vâng, em thấy là những cái biểu hiện của cháu đã được cải thiện rất là đáng kể. Đúng rồi, thì... rất đáng kể. Mình có thấy là 6 tháng thì chắc đợt này mình sẽ ấy luôn để điều trị ít nhất là từ 3-6 tháng. Dạ thì vâng. Tôi mua cho cháu. Vâng, thế em muốn hỏi một chút là cái ngôn ngữ ngày xưa của cháu ấy, bé có phát triển bình thường không ạ? À, ngôn ngữ thì bình thường. À, dạ. Là cũng nói này cái thứ bình thường không, con cháu thì không có bị chậm nói hay là không bị cái này cái kia mấy cái đó, việc nói thì không có vấn đề gì. Dạ vâng. Có điều là hoạt động nó quá khủng khiếp. Dạ. Và nó không chịu nghe lời nữa, cả đêm ngủ hay giật mình. Dạ. À dạ vâng. Thì bây giờ thì sau này đỡ rất nhiều rồi. Dạ vâng. Thế dạ. Cháu năm nay là nhà mình là năm hiện nay là mấy tuổi rồi ạ? À, 3 tuổi 3 tháng. À 3 tuổi 3 tháng ạ. Dạ vâng. Để em rất là mừng khi mà nhận được cái thông tin từ anh. Nhờ tính yêu thương và sự kiên trì bền bỉ, anh Hoàng đã tìm được giải pháp giúp con biết nghe lời, không còn hiếu động mà tập trung chú ý, ngủ ngon. Nếu con bạn cũng có biểu hiện tăng động giảm chú ý và muốn tìm hiểu thêm cốm Egaruta này, hãy gọi điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo số 0971024304 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Egaruta, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho trẻ tăng động giảm chú ý, giúp kiểm soát hành vi, giảm nghịch ngợm hiếu động, tăng khả năng tập trung chú ý, giúp cải thiện tốt về giấc ngủ, ngủ sâu giấc. Sản phẩm an toàn lành tính đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành.